Tuấn Nùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Nùng lại có mặt tại xã Thèn Chu Phìn. Hôm nay Tuấn lên trên này rất là muốn được gặp bé Thành để có thể được tâm sự và chia sẻ cùng bé một vài cái câu chuyện. Cũng được vài hôm rồi Tuấn Nùng không có quay lên đây, vì đến thời điểm này Tuấn Nùng rất là muốn giúp cháu Thành thoát ly ra khỏi nhà anh chị để sang ở với chú Chiêu. Xong sau đó Tuấn Nùng cũng rất là mong muốn kêu gọi được Mạnh Thường Quân có thể giúp cho cháu Thành làm một cái ngôi nhà nho nhỏ tại cái mảnh đất mà bố cháu để lại cho. Về cái phần đất thì hôm nọ Tuấn Nùng cũng đã chia sẻ đến quý vị khán giả rồi, rất là rõ ràng. Phần đất của bố để cho thì không ai có quyền tranh chấp, không ai có quyền cướp đi của cháu cả. Ngay cả anh trai Phong cũng không có quyền. Đối với lại anh Phong thì hôm rồi Tuấn Nùng cũng đã nói chuyện, và Phong cũng rất là hiểu và thông cảm được cho cái hoàn cảnh của cháu Thành bây giờ là đang bị trầm cảm rất là nặng. Nói chuyện và nói cười rất là ít, mọi người hỏi cũng không nói, không trả lời. Chính vì vậy mà Phong cũng rất là thông cảm và hiểu, và muốn được cho em trai mình thay đổi cái môi trường sống sang ở với chú Chiêu. Đó, và mong sao cũng khi cháu Thành sang đó rồi, và cái bà chị dâu thì vẫn đòi cái khoản chi phí, thì đến thời điểm này thì Tuấn Nùng chỉ kêu gọi được khoảng 14 triệu thôi, cũng chưa đủ tiền để trả cho chị dâu. Xong sau đó là sẽ họp gia đình làm cái biên bản, làm một cái biên bản thỏa thuận giữa gia đình về việc nuôi cháu Thành và đưa cháu Thành sang nhà chú Chiêu ở. Còn nhiều Mạnh Thường Quân, nhiều khán giả cũng từng nói rằng là cứ làm cho cháu cái nhà thì cháu Thành khác sang đấy ở, và sẽ không phải phụ thuộc vào anh chị nữa. Nhưng Tuấn Nùng cũng nói với các bạn một điều rằng những đứa trẻ dưới 16 tuổi chưa đủ tuổi vị thành niên là vẫn phải có người đứng ra bảo lãnh thăm nuôi. Đó, và anh trai trong gia đình thì anh trai ruột là người có quyền cao nhất về chăm nuôi em mình. Chính vì vậy mà mọi cái sự quyết định là do Phong. Anh trai Phong bây giờ cho đi thì cháu Thành mới được đi, còn nếu mà không cho cháu đi thì cũng không ai có thể ngăn cấm được cả. Đó, đối với Phong thì cũng rất là hiểu được là khi em trai mình đi ra phía ngoài thì có thể là sẽ tạo được một cái môi trường học tập cho cháu tốt hơn. Đó, để cháu có thể là vừa học vừa vui chơi, thay đổi được cái tâm lý để cháu không trầm cảm nữa. Đó, nhưng đến giờ phút này, nói thật với quý vị khán giả và các bạn, hoàn cảnh của cháu Thành thì cũng rất là đáng thương, cũng rất là nhiều người quan tâm và muốn chia sẻ. Cái vấn đề trước mắt là nếu chỉ đưa cháu Thành ra nhà chú Chiêu, không làm giấy tờ thủ tục gì cả, và cứ dựng nhà cho cháu ở, thì cháu chưa đủ 16 tuổi nên vẫn phải có người bảo hộ. Đó, và người bảo hộ đó là phải đưa ra nhà chú Chiêu để chú Chiêu bảo hộ. Thì khi làm nhà ở đó, cháu Thành có thể đi lại nhà, vừa học vừa đi lại nhà của cháu được, nếu được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Còn nếu không, bây giờ vẫn ở với anh chị mà mình làm nhà cho, thì anh chị vẫn có quyền quyết định tất cả mọi thứ, kể cả tài sản của cháu khi được dựng lên. Chính vì vậy, để đảm bảo được cho cháu Thành có thể tốt hơn, thì sẽ cố gắng kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Xong sau đó là sẽ đưa cháu ra chỗ nhà chú Chiêu, và khi ra nhà chú Chiêu thì cháu Thành có thể đi lại ăn học ở tại nhà em Vàng bí thư được. Đó, chú Chiêu cũng rất là ok, rất là đồng ý thôi. Cái điều đó thì không có quan trọng. Còn nếu cháu Thành vẫn ở với anh chị thì cuối tuần vẫn phải về nhà thôi, để chăn trâu phụ giúp gia đình. Đó, nhưng đến giờ phút này thì Tuấn Nùng cũng đã lực bất tòng tâm, kêu gọi không đủ được cái lượng tiền. Còn nói nhiều đi chăng nữa thì Mạnh Thường Quân, quý vị khán giả có thể biết được, và mọi chuyện trong gia đình thì mọi người cũng có thể biết rõ được, nên là cũng khó nói những cái câu chuyện cho nó nên lời, gáy gọn lắm. Đó, nên là mọi người ai có thắc mắc gì về mọi cái góp ý, đóng góp cho hoàn cảnh của cháu Thành thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn qua số điện thoại mà Tuấn luôn để trên cái góc phía bên tay trái màn hình của quý vị khán giả nhé. Đó, bây giờ thì đã là buổi chiều, ánh nắng đang xiên xuống những thửa ruộng bậc thang. bây giờ đã trống trơn rồi. Khi mà người dân gặt hết thì những thửa ruộng cũng chỉ để không như thế này, cũng chẳng cày cấy gì đâu các bạn ơi. Và từ giờ cho đến lúc cháu Thành tan học thì Tuấn Nùng sẽ đi loanh quanh để đợi cho cháu Thành. Khi tan học Tuấn sẽ trao đổi với cháu một số cái câu chuyện. Kính mời quý vị khán giả đồng hành và cùng đón xem cái câu chuyện trò giữa Tuấn Nùng với lại cháu Thành nha các bạn. Trời muộn rồi, bé Xanh ở đây này, bé Tráng cũng đang ở đây này. Đâu xem vở của con học cái gì đấy? Hả? Con học cái gì? Sao lại mặt nhọn nhem đấy? Đùa nhau toát hết mồ hôi rồi. Con đi tìm bạn Thành cho chú Tuấn nào, nói chuyện bạn Thành nhá. Bé Xanh ăn cơm nha con. Ăn rồi à? Mai này về bố mẹ về bảo bố mẹ là cho làm con nuôi bác Tuấn nhá. Mai này bác nhận con làm con nuôi nhá, làm con gái nuôi được không? Ừ, bố mẹ đi làm thuê rồi, chưa về, có mỗi bà ở nhà thôi nhờ. Con nọ hái hoa tặng cho bà đây. Thế tối các con có phải lên lớp để tự học không? Có à? Thế con đi chơi nãy giờ là con không có gặp bạn Thành à? Bạn Thành đi đâu nhỉ? Tối như thế này rồi mà bạn đi đâu mất rồi? Con ăn cơm lâu chưa? Con ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng. Thế bạn Thành đi đâu con không biết à? Vâng, em không biết ạ. Em không biết luôn. Thế tối nay các con có phải lên lớp học không? Có ạ. Có à? Hôm nay là thứ mấy rồi? Hôm nay thứ tư ạ. Hôm nay thứ tư rồi, ngày mai thứ năm, ngày kia, chiều ngày kia lại được về nhà rồi nhỉ? Chiều ngày kia các con về nhà lại đi chăn trâu, xong là bạn Xanh lại đi hái hoa, xong bác Tuấn lại lên quay các con nhé. Nhờ. Lại cuối tuần lại hái hoa đi tặng bà tiếp nhỉ? Bé ở đây thì rất là ngoan. Thế tối nay là bọn con lên lớp tự học, con mặc như thế này không lạnh à? Không ạ. Chán. Không ạ. Không lạnh đâu á? Thế hôm nọ bác gửi tiền ở đây chỗ nhà chú anh Chư này cho con, thì con có ra đây ăn quà không? Có. Có gì? Vâng. Gửi cho con 100 là ăn hết bao nhiêu rồi? Đã còn 20 rồi. Còn 20.000 thôi á? Vâng. Ôi dồi, ăn ác thế. Mỗi một tuần, hơn một tuần nên mà ăn hết hẳn 80.000 rồi. Tức là chỉ còn 20.000 nữa thôi. Vâng. Ồ. Thế con có lấy quà chia cho các bạn không? Không. Thế con ăn cái gì con tự ra lấy thôi. Vâng. Thế con không chia cho các bạn ăn mới à? Các bạn bảo là ăn thì em cho, con không cho. À, tức là các bạn khác tự có tiền mua. Vâng. Ừ. Thế là con không có tiền là bác Tuấn gửi tiền đây cho con là con khác tự mua rồi, đúng không? Vâng. Các có cái ăn rồi nhỉ. Thế bình thường như bé Xanh, thế mỗi tuần bây giờ có mỗi bà ở nhà với con thôi. Thế thì bố mẹ không ở nhà ấy, Thì mỗi một tuần con được bao nhiêu tiền xuống đây để ăn quà? 25 ạ. Được bao nhiêu tiền? Nói to nè. 25. 25.000. À, tuần nào bà cũng cho con tiền. À, thế 25.000 có đủ con ăn quà không? Có à? Thế cuối tuần về con đi cắt hoa để tặng bà nữa không? Cuối tuần này lại về đi chăn trâu xong đi cắt hoa tặng bà nhỉ? Thế cuối tuần này bác lại lên chơi với bọn con nhé. Các con ở trên đấy rất là vui nhỉ? Với lại ở trên kia đỉnh núi kia nó bằng nhỉ? Lên đỉnh núi đấy chơi gió to thích thật. Thế là các bạn ở đây là buổi tối có phải lên lớp học không? Có. Có à? Mấy giờ là các con mới lên lớp? 7 giờ. Bây giờ đã là 6:30 rồi, 7 giờ kém 15 rồi. Thế là chỉ còn 15 phút nữa thôi là các con phải đi lên lớp học đúng không? Đúng. Mấy giờ thì các con nghỉ? 9 giờ. 9 giờ các con nghỉ. 9 giờ tối các con nghỉ. Thế lúc nghỉ thì có nhà trường có đánh trống không? Có. À, thế sau khi nghỉ học thì bọn con tự học xong rồi thì bọn con đi về phòng, xong là đi ngủ thôi đúng không? Đúng. Sáng mấy giờ các con dậy? 5 giờ. 5 giờ đã dậy rồi. Dậy sớm thế. Chipo à? Không tìm được à? Không thấy à? Hay là ở trên trường kia? Trên lớp kia? Không ở trên lớp à? Thế có bạn nào nhìn thấy bé Thành ở đâu không? Không thấy luôn. Trời cũng đã tối rồi các bạn ơi. Và giờ này thì Tuấn Nùng vẫn đang ở đây. Rất là muốn được gặp bé Thành nhưng mà rất là khó vì hôm nay là các bé phải học cả buổi chiều nữa cơ. Tuấn Nùng cũng đã đợi từ chiều đến giờ rồi. Các bé ăn cơm xong bây giờ bé Thành lại chạy tót đi chơi rồi. Không biết là ở đâu nữa. Thành đi về rồi á? Ai đón về? Không biết á? Ồ, chắc là anh chị Thành đón về á. Thế mai Thành không học à? Tự đi bộ về á? Làm gì? Đang học như thế này chắc bé Thành không dám bỏ về đâu. Bạn nào bảo là Thành đi về con? Là ai đón Thành về? Không biết ạ. Không biết. Vâng. Mai bọn con vẫn học cơ mà. Vâng. Thế thì làm sao mà bạn Thành đi về được? Lúc ấy nó nói ngày mai là vẫn sẽ học đấy. Thế là hôm nay là bé Thành đã được các bạn đón đi về rồi các bạn ơi. Và bây giờ là không có được gặp bé Thành ở đây. Chỉ gặp bé Tráng với lại bé Xanh thôi. Thế cuối tuần này con về con lại cắt hoa cho bà nhé. Bác Tuấn lại lên chơi nhỉ? Ừ, tuần này bác lại mua kẹo lên cho các con chơi, vừa chăn trâu xong lại vừa được ăn kẹo, lại vừa được chơi. Tủm tỉm cười rất xinh gái, cười thoải mái ra con. Tủm tỉm làm gì, cười tươi ra, cười to ra chứ. Thế con ở gần đấy thì con có nhìn thấy bạn Thành là thi thoảng đi chăn trâu ở gần nhà con không? Ở phía trên nhà con ấy. Bạn Tráng bảo là hay đi chăn trâu ở trên đó. Tráng nói xem nào. Bé Thành có hay đi chăn trâu ở trên gần chỗ con không? Em thấy chú có ạ. Có à? Vâng ạ. Nhưng mà bạn Thành đi chăn mấy con trâu? 3 con ạ. 3 con trâu. Thế Tráng có phải đi chăn trâu giúp bố mẹ không? Có. Có à? Nhà con có bao nhiêu con trâu? 5 con ạ. Nhà con có 5 con trâu? Vâng. Thế là một mình con đi chăn luôn? Bà nữa. À, có cả bà đi chăn. Còn bạn Thành là đi chăn một mình hay đi chăn với ai? Hai em nữa. Bạn Thành đi chăn một mình luôn. Ừ. Thế có bao giờ bạn Thành xuống nhà con chơi chưa? Có ạ. À, có thì. Thế nếu mà mai này mọi người thương bạn Thành xong giúp bạn Thành làm nhà ra ở chỗ này, nhà cũ này hôm nọ cháu mình lên đấy ấy, thì ở đấy gần nhà con nhỉ. Thế là lúc mà bạn Thành có nhà mới chẳng hạn thì lúc đấy là con có lên ở với bạn Thành không buổi tối ấy? Có. Có sợ ma không? Không. À, sợ ma. Nhìn thấy ma bao giờ chưa? Chưa. Chưa nhỉ, không có đâu, không phải sợ gì hết. Chỉ sợ người không tốt thôi nhỉ, đúng không? Đúng ạ. Đúng rồi. Kênh của chú tên là gì nhỉ? À, kênh của mình tên là Tuấn Nùng. Tuấn Nùng Hà Giang. À. Thế là các bạn ơi, nãy giờ là nhờ các cái cậu nhí, các cháu nhí ở đây đi tìm bạn Thành thì không có nhìn thấy bạn Thành ở đâu cả. Có người thì nói rằng là bạn Thành đã đi về rồi và ngày mai thì lại tiếp tục xuống đây đi học. Không biết là do anh chị đón về hay là bạn Thành khác tự về đây. Và khi Tuấn Hùng đến đây là đến giờ này, đợi đến tận 7 giờ kém rồi mà vẫn không gặp được bạn Thành. Không biết để tâm sự nói chuyện với bạn Thành như thế nào luôn. Chú ơi, chú lúc đấy chú đi đâu về? Chú lên Lùng Chín Thượng về. Lên chỗ em bé của nhà chú Tráng về. Chú lên đến đấy là đợi các con nghỉ học. Đợi các con nghỉ học xong là chú sẽ gặp bạn Thành với lại gặp con chẳng hạn. Nhưng mà lại chẳng gặp bạn Thành, gặp mỗi con thôi. Lúc đấy các bạn bảo là chúng tôi ở đây, sau em chạy về. Thế á? Vâng. Thế còn bạn Thành? Không biết. Bạn Thành là không biết luôn. Vâng. Hay là bạn Thành đi về rồi nhỉ? Vâng. Có thể là bạn Thành đi về rồi đấy nhỉ? Vâng. Nếu mà bạn Thành đi về rồi thì chú Tuấn lại không gặp được bạn Thành rồi. Vâng. Đó. Các con chuẩn bị đến giờ lên lớp rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ kém 15 rồi. 15 phút nữa là có gõ trống không? Nhà trường có gõ trống không? Có. À, nhà trường gõ trống. Tức là nhà trường gõ trống to mấy hồi? Gõ mấy hồi? 2 hồi. 2 hồi là bọn con phải lên lớp, đúng không? À, sau khi mà tự học từ lúc 7 giờ cho đến 9 giờ, nhà trường lại gõ trống thêm một lần nữa. 2 hồi à? Hay 3 hồi? 2-3 hồi. 2 đến 3 hồi là các con bắt đầu xuống lớp, về rửa ráy chân tay xong là leo lên giường ngủ. Sáng mai là 5 giờ phải dậy rồi. 6 giờ dậy được không? Có. Có à? Vâng. Thế có ai gọi dậy không hay là mọi người khác tự dậy thôi? Khi mà cô giáo lên xong dậy. À, cô giáo lên là dậy đúng không? Vâng ạ. Ừ, các bé ở đây là học bán trú nhé các bạn ơi. Học bán trú thì thường thường là chỉ có ở thứ 2 đến thứ 6 thôi. Xong là các bé lại sẽ di chuyển đi về. Đó. Con cầm cái này cho bạn Tráng đâu rồi? Đây, cầm cái này để cho bạn bạn Xanh bạn nói nào, để ở gần miệng ấy. Đấy, không cần kẹp đâu, con cầm luôn cho bạn ấy đi. Để chú Tuấn hỏi. Ngày mai Xanh với Tráng mà nhìn thấy bạn Thành thì bảo là chú Tuấn lên đây chơi, muốn gặp bạn ấy lắm nhưng mà lại không gặp được. Không biết là bạn ấy đi đâu, đi về hay là bây giờ vẫn ở trường. Đó, nên bây giờ là chú phải đi về thôi. Con nhớ giúp chú bảo nhá. Nói to lên. Con có học cùng lớp bạn Thành không? Con học lớp 5 mà nhỉ? Bạn Tráng là học lớp 4 đúng không? Còn bạn Thành là học lớp 3 đúng không? Được rồi, con cầm về, con cầm con nói vào đấy cho chú Tuấn nghe nào. Con đấy. Đấy, để gần vào. Đấy. Ngày mai bảo bạn Thành là chú Tuấn lên đây chơi nhá. Vâng ạ. Tìm bạn ấy để nói chuyện nhá. Vâng. Ừ. Xong là cuối tuần chiều thứ 6 là chú Tuấn lên trên chỗ các con chơi thì bảo bạn ấy là đi chăn trâu thì đi chăn trâu sang phía nhà con ấy, chỗ hôm nọ ấy, chỗ hôm nọ mà bạn Xanh cắt hoa ấy. Xong là chú cùng các con đi lên trên đỉnh núi kia chơi nhỉ, vừa đi chăn trâu vừa đi chơi được không? Có ạ. Nhá. Chiều thứ 6 thứ 7 nhỉ, chiều thứ 7 nhỉ, thứ 6 thì các con mới đi về thôi. Chiều thứ 6 đi về ạ. Thế thì chiều thứ 7 nhá. Vâng. Cứ bảo là buổi chiều thứ 7 thì chú Tuấn lên chơi cùng, hiểu chưa? Vâng. Mai con phải nhớ bảo bạn Thành như thế nhá. Vâng. Nghe chưa? Vâng. Bạn Thành dạo này cười nhiều chưa? Vui hơn không? Nói chuyện nhiều hơn không? Có. Ừ. Có quần áo mới mặc nhiều hơn. Thế con không có cái áo khoác nào à? Không. Không có áo khoác luôn. Vâng. Là cứ mặc phong phanh như thế này thôi. Vâng. Nếu mà lạnh là phải mặc áo khoác vào nhá, không là bị ho đấy. Con có bị ngứa người không? Không bị đâu đúng không? Vâng. À. Thế còn bạn ở nhà chú Chiêu hôm nọ chú Tuấn mua thuốc cho thì bạn ấy đỡ nhiều chưa? Con biết không? Có. À, đỡ rồi chứ gì? Vâng ạ. Ừ, bị ghẻ nhiều quá, mùa này là cứ ngủ với nhau bị ghẻ. Thế có bạn nào bị cháy không đây? Ở đây không bạn nào bị con cháy cắn đầu đâu đúng không? Có ạ. Có à? Vâng. Ngủ với nhau là hay bị lây cháy lắm. Vâng. Ừ. Thôi bây giờ muộn rồi, chú Tuấn đến đây thì cũng chỉ gặp được các con thôi, lại không gặp được bạn Thành. Chán quá, buồn thật. Lên không gặp được bạn Thành là chú đi về thôi. Các con đến giờ lên lớp rồi, bây giờ đã 7 giờ kém 5 rồi, các con lên lớp đi. 7 giờ kém 10 rồi đấy, chuẩn bị có trống rồi nhá. Vâng ạ. Rồi, cho chú xin mic. Rồi, các con đi lên lớp đi. Chú chào các con nhé. Hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất. Ok. Các bạn ơi, Tuấn Nùng lên đến đây cũng đợi, nhưng mà lại không gặp được bé Thành. Thì gặp được bé Tráng với lại bé Xanh này. Đấy, không gặp được bé Thành nên bây giờ Tuấn Nùng sẽ di chuyển đi về thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào một cái tập video gần nhất. Thứ Bảy Tuấn sẽ quay lên trên này. Hôm nay Tuấn Nùng cũng muốn lên nói với lại bé Thành rằng thực sự là tiền chưa đủ để cứu bé ra, nên có lẽ là bé phải tạm thời là vẫn ở với anh chị thôi. Đó là cái điều mà Tuấn muốn chia sẻ tâm sự với bé Thành, để xem phản ứng của bé như thế nào, xem tâm lý của bé dạo này ra sao. Thôi, Tuấn Nùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Tuấn Nùng di chuyển đi về đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy nhé các bạn ơi.